Buat na, buat na. Mình đánh rồi mới biết gíp nào là của mình, gíp nào là của team. Mình không có được farm bậy. Cái đó là gắn trên thôi, gắn dưới mấy ông muốn farm gì mấy ông farm. Gắn cao mấy cái pha này mấy ông ly gíp á. Mà top mình nó khó chịu để cho mấy ông luôn. Tại gíp đó là của nó, gíp của mình là gíp mid. Trừ khi nào mà kiểu mình giết hết team bên nó rồi á, mình phải đẩy lẹ để mình ăn trụ á, thì mình mới ăn gíp nó thôi. Chứ không để nó farm. Hello Tấn Trần. Lúc nào nó chơi Janna nó cũng có chiêu này khó chịu quá nhỉ. Trời ơi. Đá mang đi. Má lóc kìa. Đơ bị đơ đơ bị đơ đơ bị đơ. Con Nguyệt nha. Tôi biết đường lắp con này rồi. Đã biết đường lắp con này rồi, nó sẽ không lắp chúng tôi nữa. Ừ, để chết tiếp mạng nữa, lấy cái đất axit coi. Chính không? Dạ. Sài Gòn chậm rồi, Sài Gòn nhanh giết hai không chắc. Nhất trà lạng anh công tử đào hoa. Họ phải hết giờ rồi, tính láo thôi. Bớt nó, bớt nó. Phan đi không, phan đi không, tôi không có phan đâu. Ây da, ây da, ây da, lỗi, hơi mạnh. À, dính cái chiêu dở kìa. À, dính cái slash ngu vậy. Dính này slash chết hết rồi. Cường nó mạnh phải nổi. Trời ơi. Đồ mày đâu ra hai đồ vậy? Có thọt mà đâu ra nó hai đồ vậy? Game mình năm game này top mình đang phới quá, năm năm nó không có tác dụng. Để nó farm đi. Cảm ơn.
hai bên đổ máu phải này à. Mà phải xài cái gờ vô trách nhiệm đấy. Và em nhớ like subscribe cho đây nha.